Phim Thái Bad Romeo là em, tập 7-8. Marumura thoát nghèo sau 7 năm, nữ chính Yaya Urasaya bị ngược tơi tả. Không còn những phút giây ngọt ngào, Kaukala và Sai Kim đã đấu đá nhau không ngừng. Kaukala đã trở thành doanh nhân thành đạt và đổi tên thành Kha. Sau những biến cố và khiến cho cả hai nhân vật chính là Kaukala do Marumura đảm nhận và Sai Kim do Yaya Urasaya đảm nhận phải chia cách và hiểu lầm nhau. Thời gian trôi qua là 7 năm, chàng sửa xe năm xưa nên đã trở thành doanh nhân thành đạt nhờ sự giúp đỡ của mẹ nuôi Asia do Luca de Martine đảm nhận và còn đổi tên thành Kha. Không còn là chàng trai bất cần, nông nổi như lúc trước, mà thay vào đó Kha đã trở nên điềm đạm, biết suy toán hơn rất nhiều. Sai Kim cũng đã khác xưa rất nhiều, cô trở thành một quý cô thông minh, lanh lợi và được ba hết mực tin tưởng. Có lẽ đây là khoảnh khắc được người xem trông chờ nhất, vì dường như các vấn đề chính của phim chỉ vừa mới bắt đầu. Một Sai Kim đã không còn ngây thơ như lúc trước, trở thành cánh tay phải đắc lực của ba trong việc kinh doanh, và nhân vật nam thì đầy thù hận, chỉ mong trả thù những kẻ đã làm cuộc sống anh đảo lộn mấy năm về trước. Cả hai gặp lại nhau khi cô nàng đặt chân đến một hòn đảo tư nhân nhằm tìm gặp người chủ để hỏi mua lại. Nào ngờ, người chủ đó chính là mối tình đầu của cô, Kaukala, nay đã lột xác thành Kha. Không thể quên được những gì đã trải qua, anh chàng liên tục trả thù cô bằng nhiều cách. Vốn tưởng rằng anh đã chết ở trong tù vào 7 năm trước, Sai Kim như đứng hình khi biết được anh vẫn còn sống. Vốn nghĩ rằng chỉ là người giống người, Sai Kim nào ngờ rằng đối tác mà cô ra sức tìm kiếm chính là người yêu cũ năm xưa. Đáng nói, thứ động lại với Kaukala giờ chỉ là thù hận. Đỉnh điểm của tập 7 là bạn trai hiện tại của nữ chính là Tan Thai. Kapot Thachathon đảm nhận đã chính thức cầu hôn cô nàng tại sự kiện khai trương chuỗi khách sạn mới của gia đình tại Hồng Kông. Toàn bộ quá trình đều được Kaukala trông thấy và tỏ ra căm phẫn, dẫu hiện tại anh đang hẹn hò với Clyde do Min Ranjirave đảm nhận. Cao trào diễn ra khi cả hai cãi nhau nảy lửa tại hồ bơi. Kaukala nhân cơ hội buông tay khiến nữ chính rơi xuống hồ như trả đũa lại việc Sai Kim từng đẩy anh xuống biển. Gặp lại sau 7 năm, Sai Kim đang hẹn hò với Tai Than và được anh chàng cầu hôn. Kaukala nhanh chóng uy hiếp cô nàng bằng cách gửi loạt ảnh thân mật của cả hai năm xưa cho cô, quá khứ mà Sai Kim vẫn luôn giấu người bạn trai hiện tại. Một phút đứng không vững, Sai Kim đã níu lấy Kaukala, nhưng anh đã lạnh lùng buông tay khiến cô té xuống hồ. Kaukala cũng đang trong mối quan hệ với cô siêu mẫu hàng đầu châu Á, Ten Kalai. Drama căng đét khiến người xem không ngừng theo dõi các diễn biến tiếp theo của Là Em, Bad Romeo. Cặp đôi chính Marumura và Yaya Urasaya nhận được rất nhiều lời tán dương của người xem, từ diễn xuất, ngoại hình cho đến phản ứng hóa học rất chân thực. Tập 8 cũng nhờ vậy mà nhận được rất nhiều sự trông đợi. Lối diễn xuất đầy màu sắc của cặp đôi đình đám đã giúp họ nhận được nhiều lời khen của khán giả. Không nằm ngoài mong đợi, tập 8 của phim tiếp tục làm thỏa mãn sự trông chờ của khán giả. Sau khi nhận được lời cầu hôn từ Tan Thai, cả hai đã thông báo đến gia đình. Gia đình Tan Thai đã không ủng hộ cuộc hôn nhân này vì cho rằng đối phương chỉ là kẻ đào mỏ con trai mình. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn nghe lời ba và bí mật đi coi mắt. Bạn thân của Sai Kim là Tita, do Aukabat Chitumum đảm nhận, đã bắt gặp Tan Thai xem mắt và rất tức giận. Như vậy, chỉ bằng việc Tan Thai đang che giấu Sai Kim về chuyện đi coi mắt, cuộc tình của họ được dự đoán sớm kết thúc. Quay trở lại với cặp đôi chính, Kaukala với mục đích chính là trả thù nên để chọn khách sạn của gia đình Sai Kim làm chỗ ở trong một thời gian dài. Từ đây, anh chàng lại được dịp tương kế tự kế, thực hiện các kế hoạch đã đề ra trước đó của mình. Với thân phận là doanh nhân Kha, nam chính đã công khai đối đầu với ông San, ba của Sai Kim, cũng là người từng khiến anh xém mất mạng năm xưa. Với sức ảnh hưởng hiện có, anh chàng đã gây ra bao chuyện rắc rối cho chuỗi khách sạn của gia đình Sai Kim, khiến cô luôn phải tìm cách giải quyết kể từ khi gặp lại nhau. Dù là đối đầu nhau, nhưng có thể dễ dàng nhận ra cả hai vẫn còn tình cảm cho nhau. Đằng sau ánh mắt lạnh lùng của Kaukala mỗi lần nhìn thấy Sai Kim, nhưng thật ra anh vẫn còn tình cảm với cô nàng. Đáng chú ý, người em Prim Rao do Pon Sanapata đảm nhận là con ruột của mẹ kế đã ra sức quyến rũ anh chàng và còn ngang nhiên công khai với tất cả mọi người trong gia đình. Dẫu Kaukala không dùng nhiều thủ đoạn để ngược lại nữ chính, nhưng sâu trong tim, dường như anh chàng vẫn còn tình cảm với người đẹp. Người em không chung huyết thống của Sai Kim đã ra sức quyến rũ lấy Kaukala, còn mặt dày đến mức nhắn tin vào trao chat của gia đình. Bad Romeo Là Em đang cảm thấy sức ảnh hưởng rất lớn của mình khi nhận được phản hồi tích cực cả trong
trong nước và ngoài nước. Tại Thái Lan, rating của phim cũng tăng trưởng đều đặn và còn ghi nhận mức người xem trực tuyến kỷ lục. Đây được xem là một trong những tác phẩm thành công nhất của đài CH3 trong năm 2022. Tập 9 của phim Bad Romeo là Em sẽ được phát sóng vào tối thứ Tư ngày 18 tháng 8 vào lúc 20:30 trên đài truyền hình CH3 và phát lại trên ứng dụng Netflix